Dạ. Nó là con nhỏ này nè. Rồi, đều chưa, xong chưa? Rồi, dở lên chị, dở lên này. Đó, thành quả của chị nãy giờ nha, quá đẹp rồi. Này là kêu bằng núi. Đó, nguyên một cái đống núi rồi, có thiệt nha. Rồi, một nồi 500 đòn ở này là mình đếm mà coi nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kiếm kiếm con hay kiếm thêm bà nữa. Đó, sức đẹp không? Tính tổng cộng mấy cô ở trên ở đây như là cũng gần cả trăm người á. Bằng năm nay nha, năm nay là gói khoảng tầm mấy cô chú kia nói là gói 8.000 đòn. Ôi ôi, số lượng khủng khiếp luôn. Chơi nhiệt tình quá, mình mấy bầm dập chơi. Thường miền Tây mình bà con ta nói là chơi khô máu đúng không? Ngày hồi xưa là mình đi là bằng ghe gì không nè. Bây giờ tăng tiến đi bằng xe. Chào chú. Quê mình ở đâu chú? Cô lấy tiền ra nó có sủa gì không? Hay là sao? Nó kiểu em gu vậy ha. Này là nuôi từ nhỏ tới lớn hay sao cô? Dạ. Rồi chúc mấy chị nhiều sức khỏe nha. Chúc mấy bà luôn nha, mấy cô luôn nha. Dạ. Dạ, đẹp đẹp á. Rồi. Là cô gặp Đức Phật Thầy Thái An hả? Vậy hả? Cao Tùng Vlog. Cao Tùng Vlog nha. Dạ. Rồi chúc cả nhà buổi sáng vui vẻ nha. Rồi, cảm ơn. Quay hết kênh của anh Tùng Vlog thì cho một đăng ký và một lượt hết em. Rồi, quay với em. Tôi gặp mà được 500 khán giả vậy là vô mánh luôn rồi. Cao Tùng Vlog mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn nha. Hiện tại thì Cao Tùng Vlog đang có mặt tại số 5 của An Giang. Đây là cũng là quê nhà của Cao Tùng Vlog á. Trong ngày 21 và 22 tới thì sẽ diễn ra lễ cúng dinh của Đức Cố Quản Trần Văn Thành. Trong những cái ngày không chỉ 21, 22 mà bắt đầu từ ngày 15 trở đi thì đã có rất là đông bà con đã về đây, tụ hội về đây để làm những cái công việc đầu tiên để chuẩn bị cho lễ cúng dinh. Hàng năm thì cứ vào lễ này thì rất là đông, số lượng bà con đổ về đây phải nói là đông kinh khủng, bất kể là ngày hay đêm. Và trong những cái ngày hôm nay là ngày 19 thì sẽ có rất là nhiều bà con về đây để cùng nhau cùng chung tay với nhau để gói những cái đồng bánh tét. Nghe nói là năm nay số lượng của bánh tét cũng rất là nhiều quá. Rồi bây giờ thì Cao Tùng Vlog sẽ review toàn cảnh cái con đường đi vào cũng như là những cái địa điểm gửi xe, những cái địa điểm vui chơi, và sẽ cập nhật tất cả các quan cảnh ở trong khu vực chinh nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến vào trong nha. Hiện tại thì mình đang đứng trên cầu Vinh Sơn Trung nha. Trong những ngày lễ thì cái cầu này sẽ rất là đông bà con đi qua lại khu vực này. Không biết là năm nay có cấm xe không nha, chứ năm ngoái là xe đi qua cái đường này là kẹt xe luôn á. Ở bên đây thì có rất là nhiều địa điểm giữ xe nha. Cô chú anh chị có thể gửi nhà của bà con ở khu vực trước khi qua cầu. Và khi mà mình qua cầu thì cũng sẽ có những địa điểm gửi xe nữa. Giá thì chút xíu nữa mình sẽ cập nhật nha. Không biết là 5.000 hay là 10.000 nữa. Thường thường là năm ngoái là mình gửi xe là khoảng tầm 5.000 à. Rồi, có chú đã chở mấy cái cây quạt hà kìa. Trong những cái ngày lễ thì nói chung là rất là đông bà con tụ hội về đây. Nhiều nhất vẫn là bà con ở trong đạo Phật giáo Hòa Hảo á, là chính nha. Hôm nay mới có ngày 19 nhưng mà mình thấy xe mà bà con gửi cũng rất là đông rồi. Mình nghĩ là phía trong sẽ đông nha. Đây, đây có rất là nhiều điểm giữ xe nè. Đó, mấy cái khu vực ngay ở chân cầu luôn nha. Mấy cái bảng giữ xe nhiều lắm. Đây dài dài đường là cô chú anh chị có thể gửi xe nha. Đó, đây là nguyên một cái dài dài ở đường, đó là bà con tranh thủ những cái ngày lễ là giữ xe, bán đồ đồ nhiều lắm. Đây, các bạn giữ xe lớn quá nè. Rồi chào anh trai luôn.
Năm nào cũng lễ là gì lại về là mình giữ xe ha. Năm nay giá sao hả anh trai? Một chiếc nhiêu tiền? 10 ngàn. Dạ 10 ngàn một chiếc ha. Dạ. Rồi bà con nào về đây thì có thể gửi mấy địa điểm này nha. Đó. Rồi. Anh nội giữ cái bỉ của anh. Giữ cái bỉ của anh hoài hả? Đây có mấy chú xe ôm. Trời ơi, nhìn chú chó dễ cưng dữ người ta. Này bỏ tiền vô anh biết không nha, anh biết đưa cho cô không nha. Ồ dễ cưng dữ người ta. Đưa cái nón lên là bắt đầu là ảnh là cắn liền hả cô? Dễ thương dữ chú chó nè. Cô lấy tiền ra nó có sổ gì không hay là sao? Nó cứ im gu vậy ha. Dạ. Này là nuôi từ nhỏ tới lớn hay sao cô? Dạ, lúc nó 2 năm rồi. Dạ, 2 năm rồi ha. Dạ. Là có mình anh chú chó này làm được, mấy chú chó kia có làm được không? Chưa có. Con. Dạ, tập luyện chó này thay đổi đó. Công nghiệp quá ha. Chó này mần hoài, công nghiệp chết lên con rồi. Dạ. Rồi cô lấy ra là nó mới buông hay là sao? Dạ, lấy ra nó buông. Sao rồi cô lấy ra thử coi. Ôi giỏi dữ ta, rồi cô đưa lại là bắt đầu nó ngậm liền luôn hả? Dạ, ngậm liền, hãy ra con, hãy ra lẹ. Hãy ra ngậm vô lẹ. Ngậm lẹ đi, để mày quánh nè. Trời ơi, dễ thương quá à. Rồi, cảm ơn cô nha. Nghiệp chó ra luôn á. Nói chung là mấy cái ngày lễ á, là ở đây đông dữ lắm. Mua bán đồ nhiều lắm, bữa nay là chưa có đông nữa nha. Chứ... thường thường là đêm 19 cũng đã đông rồi, chiều nay là đông lắm. Bà con có thể đi xe ôm của mấy anh đi tới lui đây, mấy anh đậu trực tiếp ở đây luôn. Ở đây thì có một cái chốt an ninh nha. Đó. Bắt đầu ngày hôm nay thì không có cho xe đi vào nữa rồi, mình phải gửi phía ngoài, chỉ cho nội bộ vào bên trong thôi. Ở dưới đây là mấy cái bãi giữ xe nè, lớn lắm. Cô chú anh chị có thể gửi khu vực này nha. Một chiếc là 10 ngàn đó. Giờ này buổi sáng mình đi thì nói chung là cũng còn vắng nha. Chứ khoảng tầm buổi chiều á, khoảng từ 5 giờ chiều á là đông dữ lắm đông luôn. Mà cái điều đặc biệt á là cái khu vực ngay trước Vinh á là năm nào mình cũng để ý nha, có những cái ruộng lúa sẽ tranh thủ làm trước cái ngày lễ. Thế mà cái ngày lễ diễn ra thì lúa đã cắt xong hết trơn rồi, năm nào cũng vậy hết trơn á. Mình nghĩ là chắc bà con cũng canh giờ để mà thu hoạch lúa trước nha. Ở đây thì có những cái địa điểm vui chơi, buổi tối là đông lắm, có hát kêu lô tô nó vui lắm. Đó, bữa nay thì bà con người ta dời về nè. Mấy trò chơi rồi, chuẩn bị sẵn sàng hết trơn rồi. Quần áo đồ bán dưới đây cũng nhiều lắm. Giờ này là chưa có đông nha. Bên đây hồi xưa là mình đi ghe á. Những chiếc ghe mình chạy tới đây luôn nè, hồi xưa á. Bây giờ thì nói chung là đường xá không thoáng rồi. Là đi bằng xe thì nhiều. Đó, bắt đầu là bà con chuyển đồ lên bán rồi đó. Dạ. Rồi chú, là mình bán bữa nay nữa mấy ngày rồi? Hai ngày rồi. Được hai ngày. Ba ngày rồi. Được hai ba ngày rồi. Dạ, vậy là bắt đầu bán từ ngày 16. 16 đúng rồi. Dạ. Năm nào cũng bán đây chưa hả chú? Đúng, năm nào cũng bán. Dạ. Thấy năm nay sao? Thấy không khí bà con đi đông không? Đông mà, đông. Sáng gì đông lắm. Dạ dạ. Đông quá. Vậy em ha. Sao em gái? Trời ơi, có hot girl bán ở dưới nè hả chú? Nhỏ cháu hả? Tiễn hả, Sài Gòn vậy luôn hả vậy? Tại dân. Vậy hả? Thì xuống dưới ủng hộ cho cháu gái rồi. Ủng hộ cà phê luôn. Rồi ok. Rồi, xin chào mấy chị luôn. Rồi, mãi vô, là bắt đầu là bán chưa? Chiều nay là khai trương ha. Nghe em tôi kìa. Ui. em trai. Bán mày là anh Tùng. Rồi bữa nay bán đâu em? Giới thiệu luôn. Mình ăn trộm hả? Dạ. Rồi, em trai của mình nha. Bà con vô đây ủng hộ nha. Rồi đi xuống đây quay.
quang cảnh ở dưới đây luôn. Đó, bán nói chung là đầy đủ hết trơn. Bữa nay là bắt đầu là nhộn nhịp rồi đó. Đó, trò chơi rồi nè. Buổi tối như là có những cái dàn karaoke nữa, đúng không? Cái lô tô phải không? Rồi, ông chạy lô tô. Rồi, rồi, em trai mình đây. Rồi, bà con cô bác nhớ ghé ủng hộ em trai mình nghe, bán bánh tráng. Rồi, bên đây là bán quần áo luôn. Rồi, hello, hello em gái luôn. Sài Gòn luôn hả em gái? Phải không? Em gái Sài Gòn luôn hả? Bà ba không Sài Gòn được anh. Bà ba không Sài Gòn được ha, vậy là miền Tây phải không? Có cỡ lắm hả? Rồi, sari. Cô chú bác có về đây thì ghé mua sari ủng hộ cho em gái nha. Rồi, chúc em gái bán đắt hàng nha. Ủa, bán sari rồi mình bán món gì nữa không em gái? Là em bán đồ nhậu hay là sao? Bởi vì đồ nhậu, giới thiệu đồ nhậu để cho bà con người ta ghé. Rồi, tạm biệt em gái nha. Bye bye. Nè, bye bye nè. Trời ơi. Dễ thương gì đâu. Dạ. Mà mắc cỡ rồi. Dạ. Phải không? Còn ở cầm nó chưa? Ở lại cầm chưa? Thì bữa nay thì đồ đạc, đồ mấy cái chỗ lô tô đồ là rất là đông rồi. Đó, cô chú bác anh chị có thể về đây thì chiều nay là đông rồi đó nha. Đây, hồi xưa là mình đi là bằng ghe gì không nè. Bây giờ tăng tiến đi bằng xe. Chào chú. Quê mình ở đâu chú? Ở Phú Tân. Ở Phú Tân ha. Dạ. Mình lên đây bán đồ hay gì chú? Dạ. Trời ơi, hồi xưa con nhớ nhỏ nhỏ là con là mười mấy tuổi là con đi bằng ghe này không nè. Dạ. Giờ đường xá không thoáng rồi, bà con người ta đi xe không ạ? Nhìn. Dạ, hiếm lắm. Nhìn chiếc ghe của chú con nhớ tuổi nhỏ nhỏ quá trời luôn rồi. Nhớ quê. Đồ dọn lên hết trơn hả chú? Mấy cái ghe dễ thương. Năm nay mình bán gì chú? Dạ, bán nước ha. Di chuyển bằng ghe sướng ha. Trên đây phải để mấy cái bàn nữa nha chú. Chọc chú chơi. Ở tạm biệt chú nha. Chúc chú năm nay là bán thắng lợi nha. Dạ dạ. Trời ơi, cái ghe nhìn dễ thương quá. Cái ruộng lúa cái này là cắt hết trơn rồi. Thôi mình bây giờ mình đi vào trong nha. Từ ngoài vô đây là xe đậu rất là đông luôn á. Trời ơi, cô kia gánh nguyên cái gánh nè. Bữa nay là nghe nói là cũng còn gói bánh tét rất là nhiều á. Gói là từ 2 ngày trước. Gói là khoảng tầm 3 ngày á. Mới là xong mấy ngàn đồng bánh tét. Ở chỗ khu vực này là bán đồ rất là nhiều luôn. Mình thì sẽ quay toàn cảnh cái khu vực đường đi vào luôn. Cô chú anh chị nào mà có thích xem đường đi thì xem, còn không xem thì xả qua khúc này nha. Để quay quang cảnh cho bà con cô bác nào mà có dự định đi á, địa điểm nào gửi xe, rồi địa điểm nào ăn uống hoặc là mua bán gì đó thì có thể ghé. Xe từ thiện. Ở đây là bắt đầu ngày mai là ở đây đông lắm. Ở đây là có mấy chỗ địa điểm người ta phát nước á, miễn phí á, cũng nhiều lắm. Đây, ở đây là bắt đầu có một chỗ phát nước rồi nè. Rồi, con chào ông hai luôn. À, năm nay là phát gì hả ông hai? Sâm lạnh hả? Phải không? Chè dưỡng nhang hả? Dạ. Còn mình là đến từ đâu hả ông hai? Cái này là dạ. Dạ, núi Dài Vạn Liên ha, bà con núi Dài. Dạ, đoàn của anh Minh ha. Bữa nay thì mới có một địa điểm thôi, chứ mấy bữa mà lễ là đông lắm. Phát từ ở đây ra tới ngoài là cả chục chỗ á.
Dạ. Này con nhìn thấy giống giống như hộp é cô chú. Dạ dạ. Đây. Bộ này mình nhìn thấy giống giống như là hộp é ở phía dưới á. Cô chú nói chè dưỡng nhan. Mà đúng hơn mát, chắc mát. Cái này kêu bằng là cái gì cô? Mát quá. Dạ dưỡng nhan uống vô là đẹp phải không cô? Dạ. Dạ cô uống nè. Nghe nói uống mà đẹp mà mát là im rồi đó. Hộp này kêu bằng là hộp gì cô? Hộp đỏ đỏ này nè. Rồi cảm ơn gia đình mình nha, chúc gia đình mình năm nay nhiều sức khỏe nha. Và đãi nước thật là đắt nha. Trái ăn là đắt rồi đó. Thôi bây giờ mình đi vào trong nha. Đây. Ồ mấy cô này mặc mấy bộ áo dài rất là đẹp luôn. Ở dài dài đây thì năm nay thì có làm thêm những cái chỗ rất là đẹp luôn. Chút xíu nữa thì con Tùng Vlog sẽ đi vào trong xong rồi mình sẽ đi qua bên đó để cập nhật luôn. Ôi, phía trong giờ này lại đông rồi kìa. Khoảng tầm buổi chiều á, khoảng từ 5 giờ chiều cho đến tối là đông dữ lắm, đông luôn. Chỗ đó có một chỗ phát thuốc miễn phí á. Còn cô bác nào mà có nóng ho sổ mũi đau bụng gì thì ghé vào đây nha, chỗ đây có chỗ phát thuốc luôn. Bên đây là bên chạy cơm số số 3. Mình đi về giờ vô trong cái cô gói bánh tét ở phía trong không biết bữa nay xong chưa. Còn mấy chỗ bán đồ cũng có phía trước nữa nè. Còn mấy chạy cơm bữa nay là đông rồi nè. Không phải vào cái ngày chánh lễ mới đãi cơm nha, mấy ngày trước là bắt đầu đãi lai rai rồi. Bữa nay như là đãi bún á. Buổi sáng này như là đãi bún nha. Buổi sáng này là đãi bún hả chú? Bún riêu. Dạ bún riêu ha. Dạ. Sáng sớm thì cháo. Dạ. Buổi sáng thì cháo, giờ này là bún riêu ha. Đúng rồi. Sáng giờ là đãi được bao nhiêu tô rồi nhớ không? Năm nào cũng chọc mấy cô chứ, hỏi là đãi được bao nhiêu tô, mấy cô nói là điếm không có nổi đâu. Dạ. Dạ. Hỏi mấy tấn á. Mấy tấn hả chú? Dạ. Nói chung là toàn bộ là đãi chay hết nha. Nói chung là khi mà mình về mình tham dự lễ là nói chung là không có sợ đói đâu. Chỗ ngủ thì cũng bao la. Đó, đại bún. Dạ. Chỗ ngủ cũng bao la mà người cũng bao dây luôn. Người cũng bao dây luôn hả? Quá đông hả cô? Dạ. Năm nào cô chú ở đây cũng tiếp hết trơn á. Nó chuẩn bị là một nồi kế tiếp nữa nè. Chạy đi kiếm mới vốn về quê. Dạ, kiếm mới vốn về quê phải không? Cái này không phải kiếm tiền mà kiếm phước hả cô? Kiếm mới vốn về quê. Dạ đúng rồi. Thương mấy cô chú lắm, năm nào cũng vậy cũng tiếp. Dạ. 69 hả cô? Trời ơi 69 mà còn ngon vậy đó hả? Trời ơi, rồi ông xã đâu? Lên bàn thờ rồi. Chơi vậy ông đi trước tại. 72, ông xã 72. Trời ơi, vậy là ông này ông chơi không đẹp rồi. Ông chơi ông đi trước ha. Ông lên bàn thờ gần 98 rồi. Dạ. Ông về chở ông sẵn chỗ trước. Sẵn chỗ trước hả? Ừ. Dạ. Không có gì đâu. Dạ. Nó vui với cô chú anh chị thôi, với chọc tại chọc mấy cô. Ăn tương 30 dạ, năm mà lắm. Đó lên bàn thờ ngồi rồi đó. Dạ. Không sao đâu, nếu mà mình ăn tương là chắc ăn là cái phước của mình sẽ còn rất là nhiều. Đừng lo cô ơi. Có vị trí hết trơn rồi. Rồi cảm ơn. Ông đi trước rồi, giờ mình ở là sao?
Dạ, mình kiếm máu phước nữa ha. Dạ dạ. Rồi cảm ơn cô nha, chúc cô chú nhiều sức khỏe nha. Năm nay là chắc đẩy nhiều hơn năm rồi nha. Thấy lượng bà con đổ về mới ngày 19 mà đông quá đông rồi. Những cái tô bún phải nói là rất là ngon nha. Nóng hổi vừa ăn luôn. Thôi. Dạ dạ được rồi, chút xíu con ra con thưởng thức. Ôi đi vào khu nhà bếp. Bữa nay là chưa có đổ bánh xèo, không biết là bữa nào đổ nha. Mình nghĩ là chắc tầm 20-21 á. Ôi ôi, chiên ngồi lần chiên là một cái nồi như thế này nè. Ngon quá luôn ha. Món này là món khoái khẩu. Món đậu hũ chiên. Canh chua ngon quá. Trong đó là còn rất là nhiều luôn á, mấy cái đồ bà con người ta đem lại cúng hoặc là ở trong chùa, ở trong dinh thì người ta cũng mua nữa. Quay khu này rồi, sau chút xíu nữa mình sẽ đi vào trong, không biết là còn gói bánh tét hay không nữa. Đây không biết là mấy cô làm món gì đây. Ôi ơi, bắp chuối này chuẩn bị làm món gì hả cô? Nó bún ha. Rồi rồi, gỏi này mà có bông điển thì hết sảy còn 17 ha. Bông điển ra dạ. Muốn tẩy ra luôn. Quá im luôn. Dạ. Mấy cô ở đây cái bò có muốn là nhiều người lắm. Tại vì phải đông mới được chứ ít ít là làm không nổi đâu. Đang là mấy chục người á. Ôi ôi, trong kia còn có muống rồi chứ cà rồi nữa nè. Nhiều lắm luôn. Rồi bên đây là ban hậu cần, rửa chén dĩa. Ủa, đóng rau là mấy tấn luôn á. Đó, quá nhiều luôn rồi. Mình thấy rau muống nhiều nha, rau muống, hủ qua với mướp. Nói chung là đủ loại hết trơn luôn á. Rồi chào mấy cô luôn. Tiếp được mấy ngày rồi cô? Dạ mới lên nè ha. Chừng nào mà ai rảnh gọi công việc trước thì lên trước ha. Dạ. Trời ơi. Là cá muống này dự định làm món gì hả cô? Dưa chua hả? Dạ, dưa chua. Món đó cũng khoái khẩu quá. Con cũng thích món đó lắm á. Dạ. Năm nào mình cũng đi tiếp chứ hả cô? Dạ. Canh chua, dưa chua. Cái khu gói bánh tét là ở đâu hả cô? Dạ, bên kia hả? Dạ, để con đi qua bên kia luôn rồi. Rồi chúc mấy cô nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ dạ. Dạ. Cô bên đây thì lặt rau. Chuẩn bị làm món gì bà hai? Làm món gì đây? Nấu canh hả? Dạ. Nấu lẩu ha, mà lẩu chay ha, chay chứ tưởng đâu mà bỏ con gà vô là không được à. Gà chay. Dạ, gà chay. Gà chay. Dạ. Năm nay là sớm hơn mọi năm không cô? Cũng vậy ha, cũng 18-19 là bắt đầu là đông đúc ha. Dạ. Lễ thì ngày chánh hình như là con nhớ như ngày 21-22 phải không? 21 mà cái ngày 21 là đông nhất. Dạ 21 là ngày chánh đông nhất ha. Dạ. 22 cũng không bằng. Bữa nay là gói bánh tét là xong chưa ha chị? Bữa nay gói ngày nay nó mới xong. Bữa nay nó mới xong ha. Dạ. Như vậy là bà con bắt đầu là gói bánh tét là khoảng tầm 10-17 là rối rồi. Đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. 18 ngày qua 18 bữa nay ngày nữa. Gói từ ngày 18-19 ha. Dạ, 2 ngày. 17 thì lâu lắm. Vậy là bắt đầu từ ngày 15-16 là bắt đầu chọc lá rồi. Chọc lá, rồi đậu dừa, rồi đậu đặng, nói chung là đúng. Dạ, mấy ngày này là chuẩn bị tập trung nấu đồ ăn ha. Dạ.
mấy cô với mấy bà mấy chị là ở gần đây không? Quê ở đâu chị? Dạ dạ, ở gần đây luôn hả chị? Dạ. Quê mình ha, vậy là cùng quê luôn, đồng hương. Em cũng ở gần gần đây. Ở gần đây là ở đâu? Dạ, em ở Cần Đăng á. Dạ. Rồi chúc mấy chị nhiều sức khỏe nha. Chúc mấy bà luôn nha, mấy cô luôn nha. Dạ. Quay lên thưa đẹp đẹp. Trời, đẹp đẹp á. Rồi. Dễ đường. Xíu nữa. Dạ dạ. Rồi chỉnh cho đẹp luôn. Rồi cho đẹp luôn. Dạ dạ. Con chỉnh lại cũng đẹp cho đó, đừng lo. Không mà quê An Giang mình ai cũng đẹp rái vậy. Tự hào người An Giang. Ôi ôi, Phú Hoa nè. Chắc đóng luôn. Này là kêu bằng núi. Đó, nguyên một cái đống núi rồi có thiệt nha. Ôi ôi. Cà nè. Nguyên một đống cà nè. Đủ hết trơn luôn. Thôi bây giờ thì mình sẽ qua cái khu gói bánh tét nha. Thì trong khu vực này thì có rất là nhiều bà con đã đến trước á, để mà tiếp cho Vinh á, thì bà con ngủ lại đây luôn nha. Đó, bây giờ thì mình đi vào trong nha. Vào bên trong để vào cái khu gói bánh tét. Năm nào thì con Tùng Vlog cũng quay chia sẻ hết trơn á. Rồi chào mấy anh luôn. Đây đây đây. Đó, bây giờ mình qua cái khu gói bánh tét rồi nè. Hôm nay không biết là dự định là gói bao nhiêu đòn nữa. Ủa, xe này, nguyên mũi xe chắc lên nè. Năm nay là dự định gói bao nhiêu đòn hả chú? Chú biết không? Không biết hả chú? Thôi mình vô hỏi thăm một số cô chú trong đây ơi. Nguyên một cái xe luôn à. Đây là cái chỗ mấy chú làm nhân. Nhân chuối nha. Nhiều lắm, cái cô ở đây lọt chuối nè. Đây đây đây, mình đi vô trong rồi nè. Đó, khu vực gói bánh tét nha. Ôi ôi, mấy chú đó gói hay quá ta ơi. Kiểu này là mấy bả khoái cho bà coi nha. Trời ơi. Thứ gì chơi lại. Nó. Kênh mình kênh gì anh? Em Cao Tùng Vlog. Có vợ chưa? Có vợ chưa? Chưa luôn hả? Trời ơi, thứ này là mấy cô khoái dữ rồi nha. Kênh mình gì? Kênh gì? Cao Tùng Vlog. Cao Tùng Vlog nha. Dạ. Rồi chúc cả nhà buổi sáng vui vẻ nha. Rồi, cảm ơn. Coi hết kênh của anh Tùng Vlog thì cho một đăng ký và một lượt hết em. Trời quái quá em. Tôi gặp mà được 500 khán giả vậy là vô mánh luôn rồi. Dạ dạ. Chúc anh nhiều sức khỏe nha. Dạ dạ. Sáng giờ gói được bao nhiêu đòn rồi ông hai? Anh nói lượng bao nhiêu đòn rồi ông hai? Cái đó tưởng đâu ông quay chơi không? Không biết luôn hả? Quá nhiều anh ơi, quá nhiều. Quá nhiều hả? Quá. Dạ dạ. Mình hỏi cái người mà kiểm soát á. Dạ. Đây mình ước lượng thí đi, ước lượng thí đi. Năm nay là không biết là Vinh mình dự định là gói bao nhiêu đòn biết không ha chú? Dạ, dự định là 7-8 ngàn đòn ha. Dạ. 7-8 ngàn đòn là nhiều lắm mà ta. Mới 19 rồi, đông quá đông anh ơi. Kẹt dạ. Xe nó đi vô kẹt xe quá kẹt xe. Vậy là đông. Năm ngoái anh có đi không? Dạ có. Có ha. Nghe là làm tính tấn cho lên á. Vô mà tính cơ bơ. Dạ. Trăm ký tấn cho lên á. Rồi cảm ơn anh trai nha. Chúc anh trai là có người yêu nha. Dạ dạ. Người yêu nhóc rồi. Người yêu nhóc hả? Ông đẹp trai quá trời mà ông nói có người yêu vậy. Chưa. Rồi chào mấy cô luôn nha. Đó, quay đẹp đẹp rồi. Đây 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 đây. Đâu? Đó, quá êm quá êm. Sáng giờ là gói được nhiêu đòn rồi? Rồi bây giờ tao nói với mày đó. Dạ. Mà chú ở đây mà tao chịu nãy tao lên mà tao bắt mà không có là tao tiện với mày. Dễ gì mà không có được. Dạ đưa lên hình ảnh nó được không? Hình bìa luôn, hình bìa luôn. Dạ dạ. Bữa nay có gói bạn qua 4.000 đồng. Như vậy là hôm qua gói 4.000, bữa nay gói 4.000 là 8.000. Là mấy ngàn? Là 8.000 là ngưng chưa? 8.000 là ngưng. Không biết còn chỗ khác hiện tại không chứ đó là ngưng à. Có nghĩa là trong Vinh mình dự định gói là khoảng 8.000. Dạ dạ. Rồi, cảm ơn mấy cô nhiều nha. Đã có lòng đến đây để mà gói tiếp cho bà con ở trong Vinh. Dạ. Ok ok ok. Kiếm con hay kiếm thêm bà nữa.
Cái này là phải hỏi cho gành nghe, kiếm con hay là kiếm thêm bà nữa. Hé hé chú. Cái đó chưa biết. Nãy giờ hỏi em tao qua nó cho không cho. Nói con nói vậy là mấy cô đây cười nè. Nó không cho, không cho, biết không dám. Khổ lắm rồi. Rút thẻ lại đó. Dạ dạ. Rồi cảm ơn mấy chú nha, mấy ông nha. Dạ. Dạ có là chịu phải không? Có chứ ăn có rồi đó. Nếu không có là ông kiếm mày. Dạ, kiếm con nghe. Rồi chị gái này sáng giờ gói được nhiêu đoạn rồi? Nhớ không? Mới vô hả? Mới vô là làm đựng đoạn phải không? Trời trời cái là xấu xí. Xấu xí vậy? Quay là phải quay đều hết mới được. Để không thôi là lên truyền hình rồi là người có người không là không được đâu, phân bị chết luôn á. Dạ. Chú đó nói hay đó. Rồi quay mấy cô bên đây luôn. Bên đây là mình gói những gì cô? Những chuối hả? Dạ. Con thấy như là chủ yếu mình gói chuối nhiều phải không? Có những trắng, những ngọt gì không? Dạ, dạ. Dạ, vậy là gói những trắng đồ là trước rồi ha. Bữa nay là tập trung gói những chuối. Dạ. Trời ơi, là hai này gói. Nói chung là số lượng bà con về đây tiếp rất là đông luôn á. Tại vì gói số lượng rất là nhiều. Nghe mấy cô chú kia nói là hôm qua là gói 4.000 đòn rồi. Hôm nay là 4.000 đòn, nó là 8.000 đòn. Ôi ôi, cô chú anh chị có thể tưởng tượng là 8.000 đòn bánh tét là nhiều dữ lắm luôn á. Mình trải một cái là mấy chục mét vuông á. Ôi bên kia hình như là mấy cô có căng nữa ta. Qua đây. Ô, như vậy là khi mà gói là mấy cô có căng nhân, có căng nếp nữa ta. Không, là gói là có căng nữa hả cô? Dạ dạ dạ. 350 một ra cà ram một đòn ha. Dạ. Vì là phải căng hết trơn luôn á. Bởi vì mình nghĩ là cái đòn bánh tét sẽ rất là đều. Dạ. Quá đẹp luôn. Trời ơi mấy cô gói đòn bánh tét nè coi nè. Nó đều mà nó đẹp gì đâu á. Quá đẹp luôn rồi. Đây quá đều luôn rồi. Trời ơi. Dạ Cao Tùng Vlog. Lâu lâu có căng cái đoạn nào mà lớn lớn không cô? Chung chung hả? Chung chung. Dạ hào hào ha. Chồng mấy cô. Dạ bán được rồi ok. Quá đẹp luôn rồi. Cô nào gói cũng đẹp chân á. Đẹp không? Đó quá đẹp luôn rồi. Giả lên vô. Giả cái mặt ra. Giả cái mặt ra. Dạ. Dễ thương. Rồi cảm ơn mấy cô nha. Chiều nay gặp lại nữa. Hết có bánh hả? Hết có bánh thì mình gặp trên TV. Dạ dạ con quay hết luôn, không có thiếu ai đâu mà sợ. Đây quay mấy cô bên đây cái coi. Quay bên A. Đây người đẹp đẹp không? Trời ơi người đẹp đẹp quá. Con thấy ai cũng đẹp hết trơn á. Có cái cùi không sao quay. Thấy ai cũng đẹp hết trơn á. Dạ. Gói hôm qua giờ là 2 ngày hả cô? Dạ 2 ngày. Dạ dạ. Gói thì gói mới có 2 bữa á. Nhưng mà mình lá lú rồi là mình chuẩn bị là mấy ngày trước hả cô? Dạ dạ. Dạ. 15 16 là bị lá rồi. Dạ 15 16 là chuẩn bị lá rồi. Dạ 19 rồi. Dạ. Rồi cảm ơn mấy cô nha, chúc mấy cô nhiều sức khỏe nha. Năm nay gói nhiều hơn một năm. Dạ năm nay gói nhiều hơn ha. Dạ dạ. Dạ. Ai con cũng quay cho đều hết luôn. Dạ dạ. 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 Dạ thấy hết luôn á. Đây nè, trời ơi đây nè, thấy cô bên kia nè, đó, thấy đẹp không? Đó, cô kia cười cái coi. Có người ta đâu, lấy tôi đâu?
đây đây quay lại mới thấy được camera gì nè, ở phía trước mà. Dạ thấy hết luôn rồi đó. Đây, đi dài dài vô đây quay mấy cô hết luôn rồi, không có thiếu ai hết trơn á, thiếu ai là phân bị đó, năm nào cũng vậy. Dạ cũng gặp mình hả. Đây tính tổng cộng mấy cô ở trơn ở đây như là cũng gần cả trăm người á, quá đông luôn. Bữa nay như là mình thấy chủ yếu là gói nhân chuối nha, nhân chuối nhiều, mấy cái nhân trắng đồ như là gói bữa trước rồi. Mình gói xong là có một bên là nước bánh hả cô? Dạ. Dạ, người làm khâu. Vậy mới nhanh được. Rồi, vậy là dục qua cho mấy cô khác ha. Dạ. Đây, cái khu bên đây là cái khu gói bánh. Rồi xong bên kia là nước bánh. Mình máy là bầm dập hả? Cho nhiệt tình quá mình máy bầm dập chân. Thường miền Tây mình bà con ta nói là chơi khô máu đúng không? Dạ dạ chơi khô máu đó. Chơi quá nhiệt tình rồi. Dạ. Nói chung là mấy cô đến đây là ai cũng nhiệt tình hết trơn á. Rồi chúc mấy cô nhà sức khỏe nha. Dạ. Đây bà hai bên đây sắp lá. Ai cũng có một khâu hết trơn ha. Làm mới nhanh được. Có mấy chú kia thì gom bánh tét để chuẩn bị đi nấu. Dạ. Quá vui rồi. Dạ. Rồi chào cô luôn. Dạ dạ. Rồi vui ở không đâu, cô? Ở đâu mà quay? Con ở Cần Đăng nè. Dạ. Dạ gần đây. Đăng này cũng châu thần rồi đây. Dạ dạ quê nhà mình mà. Bởi vì quê nhà là phải quay lên cho bà con tao biết mới được chứ. Bởi vậy. Dạ. Giới thiệu quê nhà mới được chứ. Bởi vậy. Dạ. Phải Đăng này cũng châu thần. Dạ. Ai cũng đẹp hết trơn người ta ơi. Dạ. Nói chung là An Giang của mình là cô nào cũng đẹp chứ á. Dạ dạ. Dễ thương. Quầy giáp mấy cô hết nha. Nói chung là quay phải đầy đủ hết trơn, không có thiếu ai hết trơn á. Ồ, trong kia là chuẩn bị là đổ bánh xèo. Chừng nào đổ bánh xèo hả cô? Dạ bắt đầu ngày mai đổ ha. Ôi ôi trong đó kìa có những cái bánh nè. Dạ Cao Tùng Vlog. Dạ dạ có đây đây đang quay. Dạ rồi chú này là đem nếp lại nha. Rồi em gái này là đang gom bánh á gì em gái? Em đang gom bánh nha. À. Bánh rồi dạ. Hứng khâu rồi hứng lá rồi. Dạ một người là một công đoạn, tại vì số lượng nhiều quá nên là phải cần rất là đông. Đây là mấy cô gói xong rồi mới sang cho mấy cô chú bên kia là bắt đầu nứt bánh. Rồi gói chưa cô? Gói chưa? Gói để con quay luôn ơi. Gói lại cho chú quay. Gói nè. Dạ. Dạ đẹp. Đó.
Vậy là gói ngang rồi xong là sang qua bên kia cho mấy cô kia nứt bánh nha. Dạ dạ. Dạ, hai cô này bên đây nứt đầu rồi, sang qua bên kia là nứt hoàn thành cái đồng bánh. Dạ. Người mà công đoạn. Dạ, ai gói cũng đẹp hết trơn á. Sao cô? Cô kêu phe cái đòn bánh. Dạ rồi xong nè cô, chuẩn bị là qua nước bánh nha. Dạ dạ, cô bên kia nước bánh. Dạ dạ, rồi quay vòng lại. Dạ dạ, nhớ nhớ về tìm kênh của con để mà xem nha. Dạ con Cao Tùng Vlog, Cao Tùng Vlog, nhớ tên kênh của con không? Về xem ủng hộ con. Cao Tùng Vlog. Cao Tùng Vlog. Dạ dạ. Ghi ghi lại đó để quên. Dạ dạ, về nhà là quên đó. Dạ con ở đây luôn nè. Con ở Châu Thành. Con ở Châu Thành. Dạ. Quá vui rồi. Dạ dạ. Ở đây nhà có mấy quạt gió nên là đỡ. Bên đây là có mấy cô đãi bún luôn nha, bún cho bà con ở trong đây. Rồi bên đây thì cũng có rất là đông bà con ở trong đây luôn. Đó. Ôi ôi, nguyên một cái hàng dài luôn. Quá vui luôn rồi. Mấy cô bên đây thì soạn lá. Bên kia đang khát nước. Bên kia đang khát nước. Dạ, bên kia đang khát nước. Nguyên một hàng dài luôn. Bên này cũng căng bánh vậy nè. Rồi mấy cô đang nứt bánh nè. Này sắp xong hả chị? Dạ. Mình thấy đơn giản vậy chứ không phải dễ đâu nha. Bữa hổm mình có nứt thử một đòn rồi, rất là lâu mới gọi một đòn. Mà xấu nữa. Chị nứt cái tròn quay đẹp lắm. Bữa đó mình giờ mình bay vô mình năm rồi mình bay vô mình nứt thử một đòn là khoảng tầm hình như là cả nửa tiếng đồng hồ á. Mà nó xấu quá. Dạ nó không có đều. Chị nứt đều tay rồi luôn, thấy cái động tác nó đều từ ở đầu bên đây qua tới động kia đều rang luôn. Dạ nứt đẹp. Hồi xưa em nhớ như là mình không có nứt bằng cái cọng dây này hả chị? Nứt bằng dây dây chuối luôn á. Dạ. Giờ cải tiến rồi. Dạ. Dạ. Theo như mấy chị là nứt dây chuối nhanh hơn hay là nứt dây bẹ nhanh hơn? Dạ, dây bẹ nhanh hơn ha. Dạ. Dây bẹ là nhanh hơn. Dạ. Nó quen tay rồi ha. Dạ. Vậy là Hiếu rồi, Hiếu cộng dây này thiếu rồi.
Hết xong rồi, như là còn một lần nữa là xong rồi. Để đợi chị quay, đợi chị xong cái đoạn này mình quay kỹ cho cô chú chị xem nha. Cái đoạn này đồng mẫu nha. Dạ. Hơi rung tay rồi. Gặp quay viên rung tay rồi. Dạ. Dạ. Rồi, đều chưa? Đều chưa? Xong chưa? Rồi, dở lên chị, dở lên này. Đó, thành quả của chị nãy giờ nha, quá đẹp rồi. Quá đẹp. Rồi em cảm ơn mấy chị nha. Dạ, chúc mấy chị nhiều sức khỏe nha. Dạ dạ, quá đẹp luôn rồi. Đây vẫn đây mấy cô bên đây nữa nè, quay cho đều hết luôn. Quá đẹp luôn. Ôi ôi mấy cô ngồi nè, nguyên một cái hàng luôn. Năm nay là nghe nói là số lượng gói nhiều hơn năm ngoái. Năm ngoái là gói không bằng số lượng bằng năm nay nha. Năm nay là gói vẫn tầm, mấy cô chú kia nói là gói 8.000 đòn. Ôi ôi số lượng khủng khiếp luôn. Rồi bây giờ mình qua cái khu vực chuẩn bị là nấu bánh tét nha. Ở đây thì buổi sáng này mình thấy cũng nấu đồ ăn rất là nhiều nè. Chào chị. Ăn nấu món gì hả chị? Đậu chiên ha. Dạ. Dạ. Đậu chiên. Đó. Bên này là gì? Anh trai này là đang chiên tẩu. Món này là món khoái khẩu nè. Rồi giờ mình lại đằng kia để quay cái cảnh đang chắc bánh tét lên nha. Đó, đây là có rất là nhiều đòn bánh tét đã được để vào trong khu vực nồi rồi nè, đang nấu nè. Hình như là xe bánh tét đã chắc lên rồi. Mình qua hơi trễ rồi. Đây, những cái nồi bánh tét. Ở đây là những nồi bánh tét không hả chú? Dạ. Đó, một nồi là không biết là được bao nhiêu đòn. Một nồi là tầm bao nhiêu đòn hả chú? Dạ 500 đòn ha. Rồi một nồi 500 đòn ở này là mình đếm mà coi nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dạ 8 nồi. 8 lần 5 là 4.000 đòn. Mèn ơi, nấu một lần là 4.000 đòn. Ôi ôi số lượng khủng khiếp không. Nhưng mà mình cảm giác mình đứng ở trong đây chút xíu là nóng quá nóng rồi. Công nhận mấy chú ở trong đây là chịu sức nóng tốt thiệt. Thương mấy chú ghê không. 4.000 đòn bánh tét nấu một lượt một luôn. Giờ thì mình đã ra khu vực phía trước rồi nè. Mình sẽ vào dinh để cúng ông nha. Giờ này thì nói là đâu bà con cũng tập trung về đây để cúng nè. Mình xá ông nha, tại mình đang quay rồi mình xíu mình vô trong mình cúng riêng đó. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Vào trong nha. Mong ông năm nay phù hộ độ cho bà con nhiều sức khỏe, làm ăn cái gì cũng được như ý nha. Nam mô Di Đà Phật. Và đông bà con tụ về đây để dâng những cái hương lên, cầu chúc những điều may mắn sức khỏe. Bắt đầu chiều nay, chiều 19 là bắt đầu sẽ rất là đông luôn.
10 hecta. Trong này là có rất là nhiều những cái dụng cụ mà hồi xưa ông để lại nè. Cây lúa, những đồ đồng ở bên này nhiều lắm. À, sau khi mình quay một vòng ở trong khu vực dinh thì mình sẽ ra phía sau để được chiêm ngưỡng những cái tác phẩm phải nói là rất là đẹp ở phía sau nha. Một bên là một cái đường đi vào họng của ông rồng và một bên là một chú hạc phải nói là rất là đẹp nha. Khi mà đến đây thì ai cũng muốn là vào đây để chiêm ngưỡng được những cái di tích ở phía sau là khu vực Lò Ghen. Nếu mà ai có tìm hiểu về ông thì có thể biết được cái sự tích của trận đánh Bảy Thưa nha, rất là nổi tiếng ở An Giang. Ở đây là cái hồ sen á, dưới đây có rất là nhiều những chú rùa ở phía dưới á. Cái này lúa cắt hết rồi. Có chỗ 8 chú rồng rất là đẹp. Phía sau này là mát lắm, tại vì ở xung quanh là những cái cánh đồng lúa, nhưng mà không gài thì lúa đã thu hoạch xong rồi nên là rất là trống trải và gió rất là đẹp luôn. Phía sau này thì có một số bà con người ta nằm ở đây nè để nghỉ mát á. Nói chung là ở đây thì rất là mát mẻ. Đây mình sẽ qua khu vực di tích nha. Khu vực Lò Ghen. Đây khi mà mình về cúng dinh thì mình nhất định phải ra khu vực phía sau này để nhìn được những cái cảnh mà của mấy ông ở phía sau đang ghèn những cái thanh gươm. Câu chuyện này phải có những cái cô chú mà lớn tuổi biết được cặn kẽ cội nguồn của di tích thì có thể là kể là hay hơn mình rất là nhiều. Ồ, cái này là di tích minh chứng nghỉ sắc Lò Ghen hả? Hồi trước mình đi là hình như là chưa có ta, không biết là khai quật để khu vực nào nha. Bây giờ thì để ngay vị trí này mình có thể tham quan và xem được nè. Sao chị? Nó nói lại cái câu chuyện nãy chị. Dạ. Là cái bàn giò bự mà hai cái ngón chân nó hở với nhau phải không? Dạ. Dạ.
Mà con thấy là như là người nào cũng cao lớn vạm vỡ hả cô? Dạ. Cách tham quan. Ồ, chỗ vị trí này mình thấy mới làm lại là rất là đẹp luôn nè. Hồi trước là mình đi ở đây không có nha. Cũng mấy năm rồi mình mới ghé trở lại khu vực Vinh. Năm rồi nhưng mình không có quay. Có năm trước thì mình có quay nha. Ồ, rất là đẹp luôn nè. Nó chứ đẹp rồi. Kia là một chú rồng. Rồi bây giờ thì mình sẽ chở qua cái khu vực mà phải nói là rất ấn tượng ở khu vực Vinh. Đó là cái tháp 7 tầng, rất là đẹp luôn. Bây giờ thì mình sẽ qua khu vực đó nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ qua khu vực tháp 7 tầng nha. Rất là đẹp luôn. Trời ơi, bữa nay gặp đại thánh luôn rồi. Quá dữ, quá dữ. Trời ơi, Tài Thiên bữa nay xuống núi rồi. Ngay Tài Thiên xuống núi hả? Rồi, chào gia đình luôn. Dạ, dạ. Cũng rồi, xong rồi, chuẩn bị về đó hả anh chị. Đó, khi mà đến Cúng Vinh thì nhất định mình phải qua khu vực này nha. Qua khu vực tháp. Rất là đẹp luôn. Mình quay cảnh sông xíu rồi. Thế mà mình về đây là mình rất là thích cái cảnh sông nước. Phải đi qua cái cây cầu nha. Đó, phía xa đó. Nó phải tặng à. Rất là đẹp luôn. Nhưng mà mình có cái lây cầm bay lên nó còn đẹp nữa. Ủa, thì có mấy quán nước nè. Bà cố Nguyễn Thị Hạnh. Đây là mình phải để dép bên ngoài nha. Đó, rất là đẹp luôn. Cùng cúng, cúng xong. Cúng xong rồi hả sư? Đó, cúng xong rồi ha. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi bây giờ mình sẽ qua khu vực tháp 7 tầng nha. Rất là đẹp luôn, một cái kiến trúc phải nói là đẹp tuyệt vời. Nó rất đẹp à. Không biết là bên trong như thế nào. Hồi mấy năm trước mình có đi mà đang xây dựng nhưng mà chưa có hoàn thành. Năm rồi thì nói chung mình chưa có đủ duyên để trở lại đây quay. Rất là đẹp luôn. Mình đi vòng hướng này. Mình muốn đi bộ vòng qua đây để quay được cái cảnh này. Rất là đẹp. Nó đây nè cô chú anh chị ơi. Nó rất đẹp không? Ồ, này có những cái lá sen mọc lên nè. Chỗ này mà ngồi chụp ảnh là đẹp lắm á. Đó, quá đẹp luôn rồi nè. Ôi ôi, hết sức đẹp rồi. Đẹp luôn rồi. Rồi, hello gia đình luôn. Cúng xong rồi hả anh chị? Dạ dạ. Dạ Cao Tùng Vlog. Rồi. Dạ dạ, em cảm ơn nha. Nghe tiếng em mà nói con quen. Khán giả. Dạ dạ dạ, em cảm ơn nha. Chúc gia đình nhiều sức khỏe nha. Dạ dạ dạ. Cúng xong hả cô? Xong, cúng xong. Dạ. Rồi, vậy là được như ý nha. Rồi. Luôn cô. Dạ, quá đẹp luôn. Cô nhiều sức khỏe nha. Rồi, hello chú luôn. Hello rồi, luôn. Cúng rồi. Xong hả chú? Rồi, coi bên cái gì? Dạ, Cao Tùng Vlog. Cao Tùng Vlog hả? Cao Tùng. Dạ, dạ. Rồi, bây giờ mình đi vô tháp nha. Đây cũng là lần đầu tiên mà Cao Tùng Vlog trải nghiệm đi vô trong khu vực tháp 7 tầng luôn. Không biết là bên trong như thế nào. Dạ. Rồi chào gia đình luôn. Cúng xong rồi hả cô? Dạ, chuẩn bị đi về ha. Dạ, Cao Tùng Vlog. Quá mát rồi. Ôi ôi, qua đây. Ôi ôi, chú rồng đẹp ghê luôn ta ơi.
Rồi quá đẹp luôn, cười luôn chị, cười lên, cười tươi lên. Đó, xinh đẹp rồi. Quá đẹp luôn. Giờ mình kiếm cầu thang mình đi lên trên tháp luôn rồi. Đi đường nào hết cô? À, đi đường sau ha. Dạ. Dạ. Có ai đi lên với em không nè? Ủa đường này đi xuống, vì mà đi qua cầu thang bên kia. Hôm sau mình có để các vị hùng vương các đời. Ồ, rất đẹp ta. Đây là đường đi lên, trải nghiệm luôn nghe cô chú anh chị, đi lên hết tháp 7 tầng luôn, đi vòng vòng hình như là hơi chóng mặt ta. Đây, tầng này tầng thứ hai nè. Ồ, trên đây mắt lạnh luôn ta ơi. Dạ, gửi về đài truyền hình luôn. Đi lên tới trên đỉnh chưa hả cô? Chị. Dạ. Đây, đi lên luôn nha. Mới có 1 tầng à. Trải nghiệm 7 tầng luôn ơi. Dạ. Nói chung là cô chú anh chị nào mà có xem thì xem, không xem thì xả qua khúc này nha. Mình quay trải nghiệm cho cô chú anh chị biết được cái khu vực phía trên luôn. Nam mô Di Đà Phật. Tầng thứ 3. Dạ dạ, cúng đi chú. Dạ. Lên tới đỉnh chưa hả cô chú? Chưa nữa hả? Chưa, tôi đi hết lậu mới được. Còn 2-3 tuần nữa mới lên. Dạ, rồi đi chung với anh trai luôn. Ok. Tôi lên YouTube tôi nổi tiếng luôn nha. Nổi tiếng luôn. Chung là đi đến đây thì thấy nó hơi quằn quằn nha. Lên cao là mình nhìn thấy rất là đẹp nha. Đặc biệt là làm những chú rồng rất là đẹp luôn. Nam mô Di Đà Phật. Nó chứ đẹp rồi. Đó, bên đây là mình nhìn thấy cảnh phía dưới nè. Đó, bình dinh nè. Đẹp ghê không? Này là Đức Phật Thầy Tây An. Chào ông hai. Đức Phật Thầy Tây An. Tới đỉnh chưa ha chú? Ở đây đại đỉnh nè. Dạ. Một tầng nữa là đỉnh nè. Ông thấy đốc con cứu con sống thì nhận con nuôi mẹ với ba cha con. Cái nào ổng đây, ổng đồng thanh nè, cái ông nhỉ nó mất chứ. Dạ. Căn rồi hát rồi, cái cần đỉnh nè. Là cô gặp Đức Phật Thầy Thái An hả? Ổng hồi đó chạy em tưởng là thì mất. Vậy hả? Dạ. Vậy là có duyên lắm mới gặp được được ông á. Cô cần hát chưa? Dạ. Kim Sơn Phật. Dạ. Cái bác Hồ Chí Minh hả? Ông giáo chủ. Dạ. Còn một tầng ở phía trên nữa. Còn nắm giỏ là ổng con đi theo ổng không con bay. Không phải mỗi người mỗi nắm được đâu. Dạ, có duyên lắm he chú. Dạ. Ông nắm, ổng gịch lên một thấy, ổng thấy nó khổ mặt nứt luôn á. Ở cái cây cầu thang hơi khó đi. Thôi đi. Thôi đỉnh này. Mình lên cái tầng cuối cùng thì cái đường đi hơi hẹp nha. Cô chú anh chị có đi đường này lên thì cũng cẩn thận nha. Đang dạ. Quay hả? Dạ đang quay. Chú anh đây đang. Hồng Hinh giật mình. Ôi, chị này lên trước rồi ha. Đây, mình lên trên đỉnh rồi nha. Nam mô Di Đà Phật. Rồi cuối cùng thì mình cũng chinh phục được tháp 7 tầng rồi. Đó, mình quay xuống cho cô chú anh chị xem nè. Phải nói là rất là đẹp nha. Nếu mà mình có đi về cúng dinh thì nhớ có thời gian thì hãy lên tháp 7 tầng để trải nghiệm. Phải nói là rất là đẹp nha. Trên đây mà to quá rồi, lên được.
Như vậy là ở đây mới tầng 6 hả chú, còn tầng 7 là mình không có lên được ha. Ờ, tầng 7 là lên không được, như vậy là còn một tầng nữa. Dạ. Dạ. Đây ta kêu cửu trùng đài. Ủa cửu, cửu trùng thiên. Cửu trùng thiên chứ. Ờ, cửu trùng thiên là cửu, cửu là con nhớ là ở 7. Dạ. Thắt chứ. Dạ. Cửu là 9 mà, thắt là thắt 17. Dạ dạ. Thắt trùng thiên. Dạ, thắt trùng thiên đúng rồi. Là 7. Dạ. Này chỗ này hơi hẹp nè nghe, mình lên xuống mình cẩn thận xíu. Thì kỹ nghe chị. Nó hơi hẹp. Cái tầng thứ 6 nha. Theo này tới lá lên đó, xuống cái thầy bắt nạt làm thêm dễ dài đó. Ồ đây mình nhìn xuống dưới rất là đẹp nha, những cái căn nhà. Cái này thì lúa đã thu hoạch gần hết rồi, chuẩn bị xả lại luôn rồi, rất là đẹp luôn. Khi mà mình lên trên cao mình nhìn xuống thì phải nói là rất là đẹp nha. Bên kia có xây dựng những cái địa điểm mà có những chú rồng á, với cái quang cảnh á, nhìn ở trên xuống là rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Nếu mà có dịp mà mình về cúng dinh thì nhớ cái mình dính ra một chút thời gian để mình đi lên trên khu vực tháp 7 tầng để trải nghiệm nha. Rất là thú vị và có cảm giác là mình lên đây mình rất là mát luôn đó. Thôi đến đây thì có lẽ clip của Cao Tùng Vlog sẽ kết thúc nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn có một cái ngày đi lễ thật là vui vẻ và luôn luôn được nhiều sức khỏe nha, bình an, gặp được nhiều may mắn. Rồi tạm biệt và hẹn cô chú anh chị vào những clip sau. Nhớ đừng quên để lại một đăng ký kênh, bình luận góp ý và chia sẻ clip nha. Bye bye.